giông quá mong đêm về sau. Giờ còn mình anh ôm nỗi nhớ bơ vơ dành. Anh bóng em còn nơi đây, lời hát em dần ngay đây trong anh. Yêu thương ngày nào giờ đã mãi xa rồi, nhớ tan rồi hứa em còn lại nơi đây. Xin được chào, mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục giới thiệu với các bác một bộ karaoke chuyên nghiệp các bác nhé. Một bộ karaoke chuyên nghiệp. Tại sao em nói là từ chuyên nghiệp? Vì ở đây với cấu hình này hiện tại đang phối ghép với những dòng code server các bác nhé, để hỗ trợ về ca hát cũng như là nghe nhạc đỉnh cao hơn. Đó. Với cấu hình này đang phối ghép như sau. Đầu tiên đó là một chiếc đẩy hàng B3 các bác nhé, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức các bác nhé. B3 model cao cấp nhất A7 cộng các bác nhé, với công suất 4 ohm của nó 1000W một kênh các bác. Các bác có thể chơi được với 2 đô 30, 2 đô 25. Đó, thoải mái các bác nhé, hai kênh. Ở đây thì đang sử dụng một cái con cốt Intex các bác nhé, thương hiệu đến từ Mỹ, dòng này 2 way trên 3 way. Cốt thì đa số anh em hay chơi ở các cái bộ dàn kẹo kéo sự kiện đó, vì sẽ xử lý chất lượng tốt hơn cho các bác kiếm tiền. Nhưng mà với bộ dàn gia đình mà có thêm cốt thì hay hơn, rất là đẳng cấp hơn các bác nhé. Thứ nhất là hỗ trợ cái giải lời của các bác không bao giờ bị tụt các bác nhé. Đó, rõ nét chi tiết và giải bát xuống sâu và chắc tròn tiếng hơn các bác nhé. Và bên trên này thì là dòng vang Sansui đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé, E90. Bên em có cài đặt 4 kênh. Với mẫu này thì các bác có thể sử dụng với TV đời mới qua cổng quang hoặc là cắm trực tiếp các bác nhé. Chất lượng tiếng thì cực kỳ là hay. Đó, tiếng sáng, echo rất là mượt mà. Trên cùng là bộ mic không dây các bác nhé, Bayer. Đó, rất là cao cấp nhé, Bayer cao 780 Hai Nam Á các bác nhé. Với mic Bayer thì cho ra tiếng rất là nhẹ và hát sáng. Và cuối cùng ở đây thì đó là đôi loa ETC, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. ETC các bác nhé, với model 2 phân tần, bass 25 thôi ạ. Một bát 25 và một chép kèn. Với cái cấu hình này thì các bác có thể phối ghép từ phòng 15 cho đến 35 m² các bác nhé. Đó. Chất lượng nhạc, chất lượng mic cực kỳ hay. Đó. Các bác nghe qua thì các bác nhớ đeo tai nghe để cảm nhận được cái giải bass xuống chắc, sâu và tròn tiếng các bác nhé. Bây giờ thì em cũng sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận với những bản nhạc karaoke rất là tuyệt vời. Đó, để cho các bác có thể cảm nhận rõ nét hơn về chất lượng. Đó. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chảy lòng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quen nhau rồi trong suốt cuộc đời, tương lai trả lời ngồi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi ta đời ai không một lần, quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó. Dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi. Hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày thì biệt ly, chúng mình chưa nói hết câu tả từ. 5 năm cách biệt, 5 năm mong chờ theo bọn tình ý xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Vâng, các bác đang được cảm nhận với chương trình rất là hay, chuyên nghiệp của một bộ karaoke full với dòng hàng bài xịn các bác nhé. Các bác có thể cảm nhận được với cái tiếng chép cho ra rất là chi tiết và mạnh mẽ các bác nhé. Với code server thì sẽ hỗ trợ các cái giải tách bạch và tiếp theo đó là hỗ trợ đẩy cái giải tép và giải lời lên rất là tốt các bác nhé. Các bác hát mic không bao giờ bị chìm tiếng các bác nhé. Đó, nhiều bộ karaoke khi các bác phối ghép hay bị đó là cái phần mic nó hay bị chìm so với phần nhạc, cho nên là các bác không nghe thấy cái tiếng lời của các bác ở đâu. Nhưng mà khi sử dụng qua code server thì nó sẽ hỗ trợ các bác đẩy cái giải lời lên rất là tốt các bác nhé. Và em cũng xin thông báo với một cấu hình full với những dòng hàng bài xịn này, giá là 18 triệu các bác nhé. 18 triệu trên một bộ như vậy. Đó. Đó, tất cả là 4 thớt và một đôi loa. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em Michael Audio qua số hotline 0977 434 361. Vâng, chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.